Hello, xin chào anh em, chào mừng em quay trở lại kênh review Transformer VN của mình là Huy Long. Thì hôm nay mình sẽ làm review một cái con hàng mới, mới sản xuất, mới phát hành của hãng Alumac BOB. Đó chính là một cái con op mà giống như kiểu trong cái phần phi phần 4 ấy, lúc mà nó đang chạy trốn ấy. Đó thì là nó chính là cái mẫu mã như vậy. Thì cơ bản cái con đó là của hàng chính hãng các bạn ạ. Và BOB đã hack lại và nói chung là upscale lên, tăng tỷ lệ lên rất là to, 30 cm cơ. Đấy, thì nói chung là cái mẫu này nó có cái tên có cái mã là H6003 gạch 6. Đấy. Thì nói chung là cái mẫu này thì thực sự mình cũng chưa đánh giá cao, nhưng mà hôm nay mình sẽ làm một clip review cụ thể chi tiết em này để cho các bạn là đánh giá xem là có nên mua nó hay không, nó có xứng đáng đứng trong cái bộ sưu tập của mình không. Đó. Rồi, thì nói chung là trước tiên mình phải nói về mức giá. Tại vì cái con này thì mình mua ở shop Toy Z ở Hà Nội này này, thì mình mua với mức giá là 780.000, giá shop niêm yết công khai đó, 780.000 con này. Thì chúng ta bỏ một ra một số tiền như vậy thì chúng ta sẽ nhận lại được những cái gì, nó có xứng đáng hay không. Rồi các bạn cùng xem clip của mình hôm nay nhé. Thì trước tiên là phải nói là cái con này nó là được BOB hack lại và tăng tỷ lệ lên oversize thì cũng khá là to. Nó sẽ cái ở dạng xe này nó sẽ to tương đương với cái con M01 đấy, M01 hoặc là con MPP10, một số cái mẫu mà cái dạng xe tải hoạt hình này, dạng xe tải G1 này oversize thì nó sẽ tầm tương đồng như vậy đó. Và cái cây súng này thì có lẽ là sẽ có nhiều điều nói về nó, nhưng mà trước tiên mình bỏ ra đã, mình gì review dạng xe đã. Rồi thì để cụ thể chi tiết thì mình sẽ xem là dạng xe nó là bao nhiêu. Thì dạng xe là dài 20, đúng 20 cm, từ đầu cho đến phần cuối này là 20 cm đó, và chiều cao thì nó là 11 cm đó. Thì nói chung là các bạn lưu ý một chút nha, là cái logo này thì là mình dán thêm vào để cho đẹp đó, cái logo Autobot này mình dán thêm, và những cái chấm này là mình chấm thêm vào cho đẹp, tại vì lúc đầu nhìn nó chỉ toàn là một màu đỏ thôi, nhìn nó rất là sơ sài, nhìn nó không chi tiết ấy. Thì tất cả những cái chấm này mình đã dùng cái bút sơn ấy, bút sơn đây này, tiện đây mình nói luôn là cho các bạn biết là bút sơn thì mình sử dụng cái loại Unipaint này này, nó là màu bạc đó, nó là màu bạc và bạc kiểu bạc ánh kim ấy, và nó mức giá nó rất là rẻ, chỉ có 20.000 một cái cây này thôi đó. Nó là bút sơn 20.000 một cái này, và có một cái tất nhiên là rẻ thì tiền nạp của đấy mà nó sẽ, thứ nhất là lâu khô, thứ hai là cái bề mặt bám nó, à cái chất lượng của nó bám nó cũng kiểu không được bền ấy. Ví dụ như là mình ấy như này, nhưng mà nếu như mình cố cậy đi thì nó rất là bong, dễ bong, nó không bám chắc đó. Rồi thì vào mình sơn cả một chút bằng bạc nữa, tại vì lúc đầu nó màu đỏ nó sẽ kiểu hơi thô, nên mình sơn bạc này đấy, có vậy thôi. Rồi thì nói chung là đây là dạng xe của cái con op BMW này đó. Thì nói chung là bánh cũng khá là mượt đây đó, bánh khá là mượt. Rồi và bây giờ thì cái dạng xe này thì như các bạn biết rồi, có lẽ là cũng khá là giống với cả dạng xe ở trong trong phim riêng của Bi cũng thế. Dạng xe nó là dạng xe của Optimus G1 mà. Đó thì nó sẽ dạng xe tải đầu vuông như này, chứ còn mấy phần phim của ông Bảy làm thì nó sẽ là dạng xe đầu kéo đấy. À, thì cái xe này cũng đầu kéo thôi, nhưng mà mình sự thưa quên mất cái tên gọi của mấy cái dòng xe xe tải mà đầu kéo như kiểu của Optimus mà phim của ông Bảy thiết kế, nó gọi là cái đầu xe kiểu gì nhỉ, nó có một cái tên gọi khác tiếng Anh của nó gọi là cái gì nhỉ, chắc à, mình không nhớ đâu, thôi bỏ qua nhá. Rồi thì bây giờ là cái đến cái khẩu súng này này đây, thì nhá cái khẩu súng này thì nó sẽ có thể transform được đấy, nó có thể biến transform được đấy, nhưng mà mình cũng chưa biết là nó transform thành cái gì, tại vì trong hướng dẫn nó không đả động gì đến cái khẩu súng này. Đấy, trong hướng dẫn nó không đả động gì đến khẩu súng này là nó lắp thành cái gì và lắp vào đâu. Đấy, trong hướng dẫn không hề có nha các bạn nhé. Trong hướng dẫn không hề có, nó chỉ hướng dẫn lắp cái xe này thôi, chứ nó không hướng dẫn gì về cái khẩu súng này. Đấy, cho nên là mình cũng đang chưa biết cái này sẽ làm như thế nào. Còn cái, còn trong, trên, trên, mình thấy là trên YouTube ấy, cũng chưa có một ai là review về cái con này cả. Đấy, cũng trên YouTube cũng chưa thấy có ai review về con này. Bây giờ các bạn lên YouTube, các bạn gõ mã H006 gạch 6 ra thì có mỗi cái clip unbox của mình thôi. Đấy, cho nên là cũng chưa có nhiều clip về con này. Có lẽ mình làm clip review con này là clip đầu tiên về cái con này trên YouTube luôn ấy. Thật. Rồi không dài dòng nữa, thì nói chung là đấy, mức giá thì mình nói rồi, 780.000, gần 800.000.
Đấy, với cái mức giá này thì có lẽ là nó cạnh tranh trực tiếp với cả cái con M01 Quay Giang, vì M01 Quay Giang nó tầm triệu một gì đấy, nhưng mà nó cũng khá là đẹp, tí nữa mình sẽ đem ra so sánh với con M01. Rồi, thì nói chung là đây là cái dạng xe này. Đó, đây mình chấm này cho nó nổi lên, nổi chi tiết lên cho nó kiểu chi tiết hơn ấy. Đó. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ transform con này từ dạng xe sang dạng robot. Tại vì thực ra thì con này khi mà mua về các bạn sẽ thấy là nó ở dạng robot cơ, nhưng mà mình thấy là cái dòng này nó transform nó cũng đơn giản thôi, cho nên là mình sẽ hơi lười một chút. Mình sẽ transform luôn từ dạng xe sang dạng robot nhá. Chứ không nó sẽ hơi khác một chút, tại vì mọi khi mình transform là mở hộp ra là dạng nào mình sẽ hướng dẫn các bạn chan dạng đấy luôn để cho các bạn dễ nhận biết. Chứ bây giờ ở dạng đang ở dạng xe này mình chan dạng robot thì các bạn sẽ kiểu chưa nắm được là từ dạng robot chan này xe như thế nào, nhưng mà mình nghĩ là con này cũng đơn giản thôi, các bạn có thể tự chan được. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chan nha. Thì nói chung là cũng đơn giản thôi, trước tiên là chúng ta sẽ phải tách cái phần tách hai cái bên này ra này, và tức là tách cái phần đầu xe trước đó. Trước tiên là cái dưới này đi, hai cái chốt này chúng ta tách ra này. Đó, đây đấy, tách ra này. Đó, tách ra, và rồi chúng ta sẽ tách tiếp những phần này. Thì thực sự con này nhé, là nó là dòng kiểu dòng bình dân thôi, chưa phải là dòng cao cấp đâu, tức là nó chưa phải là dòng cao cấp của hãng BMW ấy, nó không phải là dòng LS, cho nên là con này rõ ràng là nó không có cái sự đầu tư nhiều ấy, không có sự đầu tư nhiều về cả sơn, về cả chất lượng, về mặt cải tiến thiết kế ấy, chưa nhiều, cho nên là đúng là dòng dòng bình dân thôi. Chứ còn dòng dòng cao cấp của BOB thì nó là dòng LS, và mình đánh giá là dòng đấy họ sẽ làm cẩn thận hơn một chút. Chắc quá nhỉ. Đây, tức là mấy chỗ này sẽ có mấy cái chốt mà mình cần phải lấy cái đầu này ra đầu tiên. Đấy là cái việc làm cần là đầu tiên, nhưng mà có vẻ hơi chặt. Tại vì là lúc mà mình lắp cái con này từ dạng robot sang dạng xe thì cái đầu này cũng là lắp vào sau cùng mà. Thế cho nên bây giờ là lúc mà cái gương này gập gập lại luôn đi, gập lại luôn hai cái gương hai bên này cho nó đỡ vướng. Đó. Thì nên các bạn sẽ thấy là nó có mấy cái chốt này này. Đây, chỗ này, chỗ này. Cho nên là nó sẽ hơi chắc. Đó, thì chúng ta sẽ mở cái ra này. Đấy. Thì chỗ này là nó là cái pad kim loại rất là to. Pad kim loại rất là to luôn. Đây. Đây, toàn bộ cái này là bằng kim loại. Đó, và trong này sẽ có một cái matrix. Đây. Matrix này cũng bằng bằng kim loại luôn. Đây. Nhưng mà nó gắn chết ở đây luôn rồi, tức là mình thấy là không thể tháo ra được. Đó. Hoặc là tháo ra được nhưng mà mình thấy nó rất là chắc. Thôi cũng chả tháo ra làm gì, nhỏ xíu này tháo ra rồi lại dễ mất. Đó. Đó, kim loại đây. Rất là nặng luôn. Tấm hai bát kim loại rất là to. Đó. Rồi, tiếp theo thì chúng ta kéo này xuống này. Đó. Đấy, chúng ta kéo này xuống. Và rồi tiếp theo thì là cái phần hai cái tay. Chúng ta sẽ phải lựa để tách hai cái tay ra, hai cái tay ở đây. Đó, chỗ này thì các bạn sẽ phải lựa này. Tách cái này ra trước này. Đó, nó sẽ có cái chỗ G ở đây. Đây này. Đó. Đó, thì chúng ta sẽ phải lôi này lên. Đấy. Rồi. Thì chúng ta sẽ lôi cái tay ra. Đó. Lôi cái tay ra. Mở. Bung hết cái phần này ra này, bung hết các cái phần dưới này ra. Đó, thì chúng nữa tí nữa chúng ta sẽ làm cái thao tác là xoay cái này 180 độ. Nhưng mà trước tiên chúng ta cứ bung này ra, cái ống khói này gập lại này. Gập lại. Rồi. Tiếp theo chỗ này là các bạn sẽ lưu ý phải lựa này. Đây. Tức là chúng ta phải đưa được hai cái tay này xuống, mà ở đây chúng ta sẽ thấy cái phần này rất là to. Đó, chúng ta sẽ phải lựa lách chỗ này. Đó. 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 Thì hai cái tay này chúng ta sẽ duỗi thẳng nó ra.
duỗi ra. Và bây giờ các bạn sẽ làm động tác xoay như thế này cho mình. Đây các bạn lưu ý này, chúng ta sẽ xoay như này. Đó, xoay 180 độ. Đấy, như vậy. Đó, như vậy đã. Tiếp theo thì bên này chúng ta cũng là động tác xoay này, mình sẽ để hướng này trước này cho các bạn dễ nhìn này. Đó, chúng ta sẽ phải lựa để xoay này. Đấy, như vậy. Cái phần vai của nó chúng ta sẽ xoay lại này. Đó. Sau khi chúng ta xoay như này rồi thì chúng ta sẽ làm thao tác tiếp theo. Đấy là xoay cái đầu lại luôn. Thì chúng ta sẽ phải đóng cái này lại. Đó, xoay cái đầu lại như này. Rồi, sau đó thì đóng cái này lại này. Đóng cặp này lại và gập cái này xuống. Đó, như vậy. Rồi, như này đã, bây giờ chúng ta sẽ lắp cái phần chân để cho nó đứng lên được. Sau đó thì chúng ta sẽ lắp tiếp hoàn thiện phần trên. Thì cái phần chân này chúng ta sẽ tách ở đây ra. Đây, có những cái gờ nó kết nối vào nhau. Rồi, mình sẽ cho cam nó lên để dơ ra xa cho các bạn nhìn. Đó. Mình chỉnh cao một chút nha. Rồi. Đấy, như này là thoải mái rồi đúng không? Đó. Thì tiếp tục này, chúng ta bàn xử lý bàn chân này thì các bạn lưu ý này. Cái phần hai ngón chân này chúng ta sẽ gập nó lên này. Đó, gập nó lên, mục đích là để cậy cái này ra. Này. Chúng ta phải cậy này ra thì mới lấy được bàn chân ra. Các bạn cũng phải lưu ý nhá. Đây. Đó. Sau đó chúng ta sẽ xoay nó ra này. Xoay nó ra. Đó, sau xoay ra thì chúng ta đóng cái này lại. Đấy. Rồi cái bàn chân này thì chúng ta cũng xoay lại thôi. Đó, như vậy là được một chân. Tiếp theo đến chân bên này thì chúng ta sẽ xoay cái này trước này. Đó, cậy lên này. Đó, và rồi chúng ta xoay. Rồi, đóng cái này lại luôn. Và cái bàn chân này, hai ngón này chúng ta xoay lại. Đấy. Cơ bản là chân nó thì chỉ có như vậy thôi. Chân của con ốc này là như vậy, đơn giản thôi. Và cái phần bánh xe này chúng ta sẽ xoay lên trên này. Phần bánh xe này xoay lên trên này. Đây có chỗ để cài này. Đó. Các bạn nhìn thấy. Sau đó chúng ta gắn lại. Sau đó thì cái phần này này. Cái phần này chúng ta xoay ra. Đây, phần ở đây. Các bạn xoay đằng sau. Đó là như thế. Chân bên này cũng như vậy. Rồi. Chỉ có như vậy thôi. Ở con M01 thì cái chỗ này chúng ta sẽ gập lại được nữa cơ. Nhưng con này thì không có. Rồi mình sẽ chăn form tiếp. Bây giờ chúng ta còn phần trên của ngóc này thôi. Đây. Phần trên này. Đây thì cái phần trên này chúng ta sẽ chỉnh luôn hai cái tay này cho xong nữa này. Đây thì chúng ta sẽ gập này lại này. Đó. Cái tay này chúng ta sẽ gập lại này. Đấy, nó phải một đường thẳng như này nó mới là đúng nha. Đó. Rồi, như vậy là tay xong. Thì bây giờ chúng ta sẽ đóng nốt cái phần ngực trên này lại. Thì cái này đóng sau, chúng ta phải đưa này vào trước này. Đây. Thì cái ống khóa này chúng ta phải xoay lên trên này. Ống khóa này xoay lên trên. Đó, và rồi chỗ này chúng ta lựa này để cài được nó vào. Đó. Chúng ta phải ấn được nó vào như thế này nha. Ấy vào như này. Sau đó thì các bạn lưu ý này, ở đây nó sẽ có những cái chỗ gờ và chúng ta cài vào lỗ đây. Đó, hai bên đều như vậy thì nó sẽ rất là chắc.
Đó, bên này cũng như vậy. Đó, hai g hai bên. Rồi, sau đó thì chúng ta đóng này lại thôi. Đóng cái ngực này lại. Lúc nãy mình đã chỉ cho các bạn biết mắc chích rồi, nó chính là ở trong này. Đây. Trông hơi củ chuối một tí và nó cũng là bằng kim loại luôn. Đó, rồi chúng ta đóng hai bên này lại. Đó. Và rồi thì tùy các bạn có thể thích là để những cái này dựng lên được, hai cái này. Hai này dựng lên được hoặc là đóng xuống cũng được. Theo mình thì nên đóng xuống để cho nó giống phim hơn. Đó. Thì cơ bản là cái con này nó là dạng robot là như vậy thôi. Transform cũng khá là đơn giản. Đó. Thì mình cũng đã transform xong rồi, nó đơn giản như vậy thôi. Và các bạn có thể thấy là dạng robot của nó đây. Đấy. Thì nói chung là như mình đã nói rồi đấy, mình không đánh giá cao con này đâu, tại vì thực sự là nó chưa được đẹp. Nó sẽ không hề có một cái vân lửa nào cả. Không hề có một cái vân lửa nào, nó chỉ có xanh, đỏ và bạc. Thêm tí vàng nữa. Hết, và mấy cái lốp màu đen. Đấy, màu nó rất là kiểu màu đơn giản, nó không nổi khối, nó không kiểu chi tiết ấy. Đấy. Ví dụ như cái con M01 rồi thì nữa mình sẽ lấy M01 ra để so sánh. Mình sẽ cụ thể review về con này đã trước ra. Thì những cái chỗ tay này mình và mình cảm giác như là bàn tay nó hơi nhỏ. Đây. So với tổng thể thân mình robot như này nhưng mà hai cái bàn tay nó lại cảm giác nó hơi nhỏ ấy. Nó phải làm bàn tay to ra một chút nữa và hơn nữa là nó thêm tích hợp ngón vào nữa thì tốt hơn. Nhưng mà đây thì toàn bộ bốn ngón này là một khối. Đó. Và ngón cái này thì cũng là một khối, nó không cử động được, nó chỉ có gập như này thôi. Đấy. Chỉ có gập ra gập vào như này thôi. Đó, như vậy là mình đánh giá là hơi bị thiếu chi tiết. Và hơn nữa là cái đầu và cái mắt của con này phải nói là không hề có hồn. Không có hề có hồn, nếu như không nói là nó quá xấu. Đây. Các bạn có thể nhìn cái mắt của họ của con này làm rất cẩu thả. Ngay từ cái sơn đây nhá, ở má đây. Các bạn có thể thấy là nó sơn kiểu không hết, nó sơn kiểu ở phiền trong đó, và hơn nữa là cái mắt nó rất là xấu, nó không có hồn gì cả, nó không đẹp đó, thực sự là không đẹp. Và một điểm nữa là khi mà các bạn mua về thì cái việc mà chúng ta tháo xoay mặt nạ nó rất là khó khăn, nó rất là chặt và mình đã phải fix đó bằng cách là mình sẽ cố kéo được cái mặt nạ lên đã, sau đó mình sẽ phải gọt bớt nhựa ở một bên má đi thì mình đã fix rồi. Và hơn nữa một điểm nữa là cái phần đằng sau này này, cái phần chặn đằng sau này cho nó đỡ bị lộ, đỡ bị thô ấy, thì nó cũng rất là dễ bị rơi ra. Khi mà các bạn gập cố gập như này nó sẽ rất dễ bị rơi ra. Đó, ở trong clip unbox mình đã bị làm rơi ra rồi đấy. Thì đây, mình sẽ thay cái mặt kia cho các bạn xem nữa thì để các bạn biết được là nó xấu như nào. Cái mặt mà không phải đóng chiến đấu ấy. Đây là đang là cái mặt đóng chiến đấu. Thì đây là cái mặt có mồm này. Đây chính là cái mặt có mồm. Đó, các bạn nhìn cái mắt này. Sơn rất là cầu thả. Đó, họ chấm sơn xanh vào đấy. 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 Thật sự là không không đẹp. Cái đầu này mình không đánh giá cao. Đó, rất là xấu. Rồi, còn về khớp con này thì như thế nào? Về khớp của con này thì có lẽ là cũng gọi là ổn, khá, ở mức khá. Tại vì là thứ nhất là khi mà xoay lên xoay xuống như này không nảy nhưng mà nó cũng khá là dít, khá là dít. Ở đây là nó không kiểu kiểu dễ bị ấy đâu. Đây, mặc dù là không có nảy đây nhá nhưng mà nó khá là dít đó. Nhưng mà thực ra là đã không có nảy rồi thì dít mà chúng ta chơi nhiều rồi nó cũng sẽ bị nhạt, à bị lỏng dần đi thôi đó. Thì xoay như này sẽ không có nảy này, còn khi chúng ta xoay sang ngang thì nảy rất là chắc, rất là chắc luôn đó. Mình lắc rất là mạnh đấy, thực sự là vậy, và nó không hề bị rơi xuống. Còn khi chúng ta gập này thì nó không có nảy, gập này thì không có tí nảy nào, và đương nhiên rồi xoay này thì cũng không có nảy đó. Đó là về phần khớp tay. Còn khớp đầu con này thì nó gập được nhiều, và hơn nữa là cũng là một khớp cầu cho nên là nó sẽ xoay khá là linh hoạt đó. Đó là ưu điểm của khớp cầu. Và phần khớp háng này thì nó không có nảy nhưng mà tất nhiên là rất là dít, rất là chắc. Đó, và mình chỉ thấy là con này nó khớp chân là nó khá tốt thôi. Đây.
nảy rất là chắc luôn. Đây. Đây, thực chất là mình đang lắc rất là mạnh đấy. Đó, tất nhiên rồi, nó cũng sẽ phải chịu lực của lực hút của trái đất và ngoài ra lực của mình, tay mình tác động vào cho nên là nó bị dõi xuống. Nhưng mà thực ra thì mình đánh giá cái khớp chân này là cũng khá là được, cũng khá là ổn. Đó, đá lên này. Đó, còn những con nào mà khớp yếu thì đá lên này nó sẽ bị auto chõi xuống cơ. Đây, này rất là chắc. Và hơn nữa là đá sang ngang này cũng khá là chắc. Này. Và khớp gối ở đây, các bạn có thể thấy là cái khớp này rất là to và nó tích hợp lò nảy lò xo vào rất là chắc. Đó. Bên này cũng như vậy. Cũng nảy khá là chắc. Đó, thì đó là còn về khớp chân con này nhá. Thì mình đang nghĩ là con này nó nên làm cái chân này bằng kim loại cơ. Đấy, ít nhất thì là cái pad này bằng kim loại. Hoặc không thì hai cái đầu ngón này bằng kim loại. Chứ đây lại chân này không hề có tí kim loại nào. Đó. Thường thì người ta sẽ tích hợp các cái pad kim loại vào dưới chân để cho mô hình nó đứng vững ấy. Đấy. Đây, còn về khớp chân thì có thể xoay được như thế này. Nó làm cho mô hình nó đứng vững hơn. Khi mà chúng ta có thể xoay được bàn chân kiểu như thế này. Đó. Thì đấy, nói chung là về khớp con này thì gọi là cũng được, cũng ổn. Đó, và ngoài ra về phụ kiện thì nó chỉ có đúng cứ khẩu súng thôi. Và mình đã nói rồi, khẩu súng này có khả năng là chan được. Và chan thành cái gì đấy thì mình lại cũng chưa nắm được. Thực sự phải nói với nhau là như vậy. Tại vì cái con này, hàng nó thật là hàng rear thì mình chưa được chơi. Thì không biết hàng rear nó có cái khẩu súng như thế này không. Đấy. Đấy, mình cứ phải chia sẻ thật như thế. Mình chưa chơi hàng rear và cũng gọi là chưa xem review cái con này hàng rear. Cho nên là không biết là có khẩu súng như thế này không. Và nếu có thì cũng chan form nào thì mình cũng không, chưa nắm được. Nhưng mà cái con này KO thì nó có khẩu súng như thế này. Và mình thấy là nó có thể chan form kiểu nghịch nghịch được thành cái kiểu gì đấy mình cũng chưa biết luôn. Đấy. Nhưng mà nói chung thì thôi thì cứ làm thành khẩu súng đi. Đây. Chỗ này sẽ có một chỗ cầm và chúng ta sẽ cho nó cầm vào tay này. Đấy. Cho nó cầm vào tay này. Đây. Cho cầm vào tay này. Cầm vào tay này như thế này. Và nói chung là cũng hơi lỏng lẻo một chút chứ cũng không phải là cầm chắc này. Đấy. Rồi. Thì đây chính là tất tần tật về cái con H600306 này. Thì nói chung là được cái to xác. Đây, mình đo luôn. Đo luôn cho các bạn xem nó cao bao nhiêu. Thì từ dưới chân cho đến đầu là cao đúng 30cm luôn. Đây, các bạn nhìn 30cm. Đấy, rất là cao. Và mình thấy các cái mẫu oversize bây giờ toàn tầm 28, 29, 30 thôi. 31, 32 đấy. Đấy, là những cái mẫu oversize. Đó. Thì nói chung đấy, như mình đã nói rồi, mình thì thấy con này với cái mức giá như thế là đắt. Với cái mức giá mà gần 800 nghìn mà chúng ta bỏ ra để mua cái con này như thế là mình thấy hơi đắt. Cái con dòng bình dân này của VOB thì mình nghĩ là giá nó phải thấp hơn. Tầm có lẽ là 700 hoặc là 650-700 thì hợp lý hơn là gần 800 nghìn cái con này. Đấy. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đem so sánh với trực tiếp với cả con M01 của Wayza. Để xem là chúng ta có nên thêm tí tiền để mua con M01 của Wayza không. Đó. Mình qua đây mình sẽ so sánh luôn nhá. Thì con này là H6003-6, con mới sản xuất của VOB. Còn cái con M01 Wayza này thì có từ rất rất lâu rồi. Mình không nhớ chính xác năm nhưng mà con này là mình mua rất lâu rồi. Con này gần như là những con mình mua đầu tiên. Mình chơi bắt đầu mình chơi Transformer mình mua đầu tiên luôn. Đấy. Thì nói chung là cái thiết kế nó lâu rồi và hơn nữa là các bạn có thể nhìn trực quan luôn. Thì các bạn thấy con nó đẹp hơn luôn rồi đấy. Các bạn có thể thấy con nó đẹp hơn luôn rồi. Con này, con M01 nó đẹp hơn và nó nhiều phụ kiện hơn. Đấy. Nó nhiều phụ kiện hơn. Và hơn nữa là mức giá của con này, cái con M01 này bây giờ cũng giảm nhiều rồi. Ngày xưa mình mua con M01 này cái này vài năm nó đã là 1 triệu 3 rồi. Đấy. Bây giờ mình thấy có những shop trên Shopee nó còn bán 900 cơ. Đấy, 900 nghìn con này. Vì thế là bây giờ con này 800. Thì tội gì các bạn không thêm 100 để mà mua con M01 này. Nó đẹp hơn đây này, nó có cả cái khiên rất là to. Đó, có cả cái rìu. Và có cả hai cái kiếm như thế này cơ. Đấy, và con này thì chỉ có một khẩu súng như thế này thôi.
chỉ duy nhất only one nó một khẩu súng như thế này, không có thêm phụ kiện gì khác đấy. Thế cho nên là mình mới khuyên thực sự là các bạn mà cố thêm tiền để mà mua con M01 này chơi còn hơn đó. Rồi và thêm một gọi là so sánh khập khiễng nữa với cả cái con VK8606 của Huawei đó, thì đương nhiên là đẳng cấp nó chênh lệch hẳn. Tại vì con VK8606 Huawei Giang thì nó rất là đẹp, nó là cái, có lẽ là đây là quan điểm cá nhân mình thôi, mình đánh giá nó là cái mẫu op phim Transformer phần 1 là nó thiết kế đẹp nhất rồi đó. Và ngoài ra thì con này là mình đánh Bastardam rồi nhá, chứ không phải là đây không phải bản gốc của nó, nguyên bản của nó đâu, mà mình nên đánh Bastardam toàn thân rồi đấy. Thì đây các bạn có thể thấy mình để đem ra để so sánh cho vui thôi, chứ còn thực tế là chỉ khuyên các bạn là trừ khi các bạn mà mua đủ rồi, có cái con M01 rồi mà các bạn vẫn thích các cái mẫu sản phẩm Optimus thì các bạn có thể mua thêm ngoài này thôi. Chứ còn thực tế thì mình cũng khuyên là không nên mua. Các bạn có thể cố thêm 100 mua cái con này, hoặc là cố thêm thêm tầm hơn triệu có thể mua được các cái mẫu LS03 hoặc là mẫu LT02 hoặc là mẫu LS03F đấy, thì tùy. Đó, chứ còn mẫu này thực sự là mình thấy là nó kiểu cũng không đáng chơi lắm, thực sự là thế. Đấy. Thì cái này tùy các bạn thôi, còn đấy là quan điểm cá nhân của mình là mình thấy nó chưa đẹp. Và cái mức giá của nó như vậy là đắt. Đó. Có lẽ là BOP có lẽ là cũng hơi sai lầm khi mà đánh giá cao cái mẫu này và tung cái mẫu này ra vào về mấy cái mức giá như vậy. Đấy. Rồi, thì nói chung là clip của mình cũng hơi dài rồi, mình sẽ kết thúc clip ở đây. Những cái gì cần nói mình đã nói hết rồi và có lẽ là mong là các bạn sẽ đưa ra cái quyết định đúng đắn nhất. Rồi, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.